Này, xin mời anh Lê Quang Chiến đến từ Hà Nam ạ. Sẽ lên sân khấu của chúng tôi ạ. Vâng ạ. Anh Chiến đâu ạ? Vâng ạ. Anh sẽ lên sân khấu của chúng tôi cùng với anh Nhàn. Vâng ạ. Sẽ lên sân khấu. Đây thể hiện là tinh thần đoàn kết, giao lưu, luôn luôn giữ niềm đam mê của mình như anh Tráng chúng ta vừa phát biểu trong chương trình. Thưa quý vị, anh Nhàn và anh Chiến cũng đã thể hiện những tình cảm của mình trong buổi khai trương rất là ý nghĩa ngày hôm nay, vượt một chặng đường rất xa mang đến rất nhiều những tình cảm và sự quan tâm, và hai anh đã giao lưu với một cây xanh 400 triệu. Vâng ạ, để mở hàng trong buổi khai trương ngày hôm nay, quý vị dành một tràng pháo tay ạ. Xin mời hai anh sẽ bắt tay nhau và chúc cho các anh sẽ luôn luôn mạnh khỏe, giữ mãi niềm đam mê, thể hiện tinh thần đoàn kết của những người yêu cây cảnh, những người tao nhã văn minh. Và một lần nữa, xin quý vị dành một tràng pháo tay chúc mừng cho hai anh. Xin cảm ơn anh Chiến, xin chúc mừng cho anh Nhàn, xin cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, trong buổi khai trương vô cùng là ý nghĩa ngày hôm nay và rất là sôi nổi, thể hiện tình cảm và tinh thần đoàn kết của những người yêu cây, của các nghệ nhân, của các hội sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh có mặt tại đây và dành những tình cảm cho nhà vườn Huy Nhàn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, là chương trình buổi khai trương cũng xin được khép lại, và sau đó thì chúng ta sẽ đến với phần liên hoan ẩm thực, giao lưu trên tinh thần học hỏi đoàn kết của những người yêu cây cảnh và các nghệ nhân, các hội viên chúng ta có mặt tại đây. Và một lần nữa xin được chúc toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chúc cho những người yêu cây cảnh, chúc các nghệ nhân và chúc các thành viên trong các hiệp hội chúng ta sẽ có những giá trị, những tác phẩm về nghệ thuật và sẽ giữ mãi niềm đam mê của mình. Một lần nữa xin chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như các bạn bè thân yêu gần xa. Cái buổi giao lưu cũng như là ra mắt khép lại cái chương trình văn nghệ ở đây. Giờ này đây cho phép tôi thay lời cho gia đình và cách riêng nhà vườn Huy Nhàn xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện đầy chân quý của các vị, cũng như kính chúc các vị một sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cho nhà vườn tất cả mọi người yêu cây mãi mãi bền vững và luôn có những cái tác phẩm đẹp để chúng ta trưng bày cho quê hương đất nước của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Xin chân cảm ơn. Và giờ đây trân trọng kính mời các vị về nhà vườn thứ hai của tôi, đó là nhà vườn rất là gần đây thôi, để chúng ta cùng nhau tham quan cả nhà vườn và mời các vị dừng chân tại đó để dùng bữa cơm trưa với gia đình chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, anh Nhàn giới thiệu đi ra nào. Bên Hà Nam. Vâng, anh tên là gì nhỉ? Em tên Chiến. Anh Chiến ạ, anh Chiến ở Hà Nam. Anh ở huyện nào Hà Nam anh? Lý Nhân. À, Lý Nhân, Hà Nam. Tức là anh đang rất là kết cây này của anh Nhàn đúng không ạ? Hôm nay là nhân cái ngày anh Nhàn anh ấy ra mắt vườn cây. Thì anh xem là có gọi là ủng hộ nhà vườn Huy Nhàn tí ti để cho Mạnh Bonsai lên sóng cùng với anh em yêu cây cả nước. Chốt cây này. Chốt cây này à? Là hai anh em bắt tay cái nào? Em đấy. to hẳn bé hẳn ạ. Bắt là chú em có cần nói số tiền không? Nào bây giờ nó là phôi không sao anh ạ, cây càng chơi càng lên. Mấy trăm? Chú 400 triệu. À 400 triệu đấy. Chúc mừng hai anh nhá, phải nói là em bắt tay hưởng lộc. Đấy. Thôi được rồi. Vâng. Một cây phải nói là phôi rất là lớn. Đấy nhá, cô phải nói là cô ở trong mà cô phải kén miếng khó chịu là phải ra phải chúc mừng nhá. Nhẽ ra phải chúc mừng từ sớm. Là thành công mới chúc mừng. Thế là cây này là anh nuôi đến thời điểm này là bao nhiêu năm rồi anh? Con này là anh mua ở Thanh Hóa. Mua Thanh Hóa năm nay là bước sang năm thứ 5 này. Đến bước sang năm thứ 5 ở Thanh Hóa ra đấy. Nhưng mà trước là nó người ta trồng ở trong cái cốt trọng. Nhưng mà sao anh lại biết từ tận Thanh Hóa mà anh biết được? Đi buôn lợn. Anh chia sẻ rất là thật luôn. Buôn cây của chú nó. Vâng, thế là coi như đi buôn là tứ xứ. Đấy. Thế là yêu cây. Nó nằm ở trên cái cốt trọng, vâng. Trong nó phá thế là nó mới như này. À. Đấy, cây này thì tương lai là cây rất là lắm tiền. Đúng rồi, cây này là một cây rất là tương lai. Mà mặt thính của nó bên này này chú mày đẹp lắm. Một cây một cây trực bay. Nó tương lai cây này thì rất là nhiều. Đấy. Có cái thôi lai khai trương nhà vườn thì để cho thằng em nó cái cây đấy để
giao lưu một tí. Cây này là cây phôi đấy, nhưng cây mà phôi. cũng phải cẩu đấy. Đã cẩu. Không phải là nó cái là cây này là tương lai, cái cây là rất là giá trị. Nói chung là cây to thì chắc chắn một điều là nó nhiều tiền rồi. Nó không thể nào mà bảo vài chục triệu mua được cây to rồi. Kể cả phôi thì phôi. Đấy. Cây này hoành chắc cũng phải tầm khoảng 400, à 300. Nếu mà đo hết dưới gốc thì chắc phải tầm 400. Quá to. Đấy, quý vị chơi cây, yêu cây, nó đam mê đến như vậy. Vâng, đây thưa với quý vị thì tôi xin được hỏi anh Chiến vài câu, đó là bây giờ thì anh đã được gọi là sở hữu cái tác phẩm này rồi. Ui, tác phẩm thì hơi quá nhỉ, gọi là cái cây này rồi. Thế thì cảm giác của anh lúc này thế nào anh? Nói chung là anh em thì biết nhau lâu rồi, hôm nay vâng. Biết anh có nhiều cây như này. Tức là hôm nay anh mới biết đấy. Hôm nay mới biết, vì tức là em mới giấu. Thế à? Ít, vì thật ra từ ngày buôn Trung Quốc cùng ý. Tức là anh cũng gọi là chỉ biết thí thoảng anh ấy đăng lên Facebook là một vài cây thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ không nghĩ rằng là anh ấy số lượng anh ấy nhiều như vậy. Ra là như vậy. Thế thì anh chơi cây cũng lâu chưa anh? Nhà thì chơi cây lâu rồi, nhưng đợt này mới vào cây. Nhưng mà anh thấy chưa? Anh thấy là bạn chí cốt của anh mà ấp ủ là cũng phải nói là hơi bị lâu năm đấy. Vâng, thôi thì em cũng chúc mừng anh Chiến nhá, là đã sở hữu được cái cây phôi. Nói là rất là tương lai, rất là giá trị đây ạ. Đó. Thế là anh dự tính bao giờ sẽ cho về Hà Nam? Sang tháng ấy, vâng. Lại chọn ngày lành tháng tốt là đưa cây về. Rồi, ok anh. Vâng. Thế tại sao anh ơi? Thế tại sao cái cây này mà anh không thích à? Hay là sợ nó nhiều tỏi quá? Cái này khả năng bảo anh ấy phải cho trả góp. Trả góp à? Đấy, thực ra là cũng người đấy cũng gọi là ấp ủ đấy, nhưng mà vì là nhìn thấy ấy, nhìn thấy cái độ nó hoàn thiện nên thành quá. Vâng. Nên là ngại không dám hỏi đúng không anh? Rồi, như vậy là hôm nay xuống nhà vườn của anh Huy Nhàn thì đã có một cuộc giao dịch nói là rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho anh Nhàn và chúc mừng cho anh Chiến. Đó. Quý vị và các bạn sẽ cứ tiếp tục theo chân tôi để tham quan cái vườn của anh Nhàn đây.